Hai kỹ thuật cơ miễn phí và dễ thực hiện có thể giảm chóng mặt khi đứng cho những người bị tụt huyết áp. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên HeartRhythm. Hạ huyết áp thế đứng ban đầu iOS được định nghĩa là sự giảm huyết áp thoáng qua khi đứng. Mặc dù có tới 40% dân số nói chung bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, nhưng tình trạng này tương đối ít được nghiên cứu và không có phương pháp điều trị bằng thuốc. Một cách phổ biến để kiểm soát các triệu chứng của nó là chỉ cần từ từ đứng lên. Tác giả chính của nghiên cứu, Satish R. Grad MD, giải thích hầu như tất cả mọi người đều đã từng trải qua cảm giác choáng váng vào một thời điểm nào đó sau khi đứng lên. Có thể rất đáng sợ và tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của họ. Chúng tôi muốn khám phá thêm vấn đề này và cung cấp các kỹ thuật quản lý triệu chứng mới và hiệu quả với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân iOS đối với nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn những phụ nữ có độ tuổi trung bình là 32. Mỗi người đều có tiền sử ngất xỉu đáng kể ngay lập tức sau khi đứng và có hơn 4 đợt ngất hoặc ngất mỗi tháng, mất ý thức tạm thời do tụt huyết áp hoặc trước chóng mặt. Để đủ điều kiện tham gia nghiên cứu, những người tham gia cũng phải giảm huyết áp tâm thu ít nhất 40mm thủy ngân khi đứng. Trong quá trình thử nghiệm, những người tham gia đã hoàn thành 3 thao tác ngồi để đứng, một như một đối chứng và hai với các biện pháp can thiệp khác nhau. Sự can thiệp đầu tiên bao gồm động tác nâng đầu gối lặp lại trong 30 giây trước khi đứng, được gọi là PREACT. Phương pháp thứ hai bao gồm căng cơ phần thân dưới ngay sau khi đứng bằng cách bắt chéo chân trong 30 giây, được gọi là TEN. Mỗi lần đứng, những người tham gia báo cáo các triệu chứng, bao gồm tinh thần mờ mịt, mờ mắt và tim đập nhanh. Các nhà nghiên cứu cũng theo dõi nhịp tim và huyết áp đập theo nhịp đập của những người tham gia. Từ các biện pháp này, họ có thể ước tính khối lượng đột quỵ và cung lượng tim. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng PREACT dẫn đến giảm huyết áp trung bình khi đứng là 21mm Hg TEN, 18mm Hg và không can thiệp 28mm Hg. Họ cũng ghi nhận sự gia tăng cung lượng tim ở nhóm PREACT so với nhóm chứng và giảm đáng kể các triệu chứng được báo cáo ở cả nhóm PREACT và TEN so với nhóm chứng. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp một kỹ thuật quản lý triệu chứng mới và miễn phí mà bệnh nhân iOS có thể sử dụng để kiểm soát các triệu chứng của họ, Nazir A. Sheikh MSc. Tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết, vì đây là một hoạt động thể chất, nó chỉ yêu cầu các chi dưới của cơ thể. Bệnh nhân có thể sử dụng bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu để chống lại các triệu chứng của họ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.